Rồi thì chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì hôm nay Đại lên cho mọi người một con máy, đó là Komatsu Zenoth nha mọi người ha. Này con hãng Komatsu nha. Là con này là vừa đề vừa giật nè. Đó. Thì khi mọi người mua máy bên Đại á, thì Đại sẽ bao ship nha. Mọi người cọc rồi Đại sẽ bao ship cho mọi người toàn quốc nha. Đó, hàng đến thì kiểm tra test ok, thanh toán phần còn lại nha. Về cái phần tặng kèm thì Đại sẽ tặng cho mọi người là 5 món như sau nha. Thì như hôm rày thì mọi người theo dõi thì cũng đã biết, đầu tiên á là một cái sợi dây đeo bãi nha. Đó, một sợi dây đeo bãi. Tiếp nữa là một cái tiếp ở bugi, một cái bugi bãi, một cái lưỡi dao ha, và một cuối cùng là một cái ổ cước nha, một ổ cước Bắc Kỳ ha. Đó. Rồi thì quay trở lại với con máy này á, là con này là lòng 34 27cc nha mọi người. Đó. Thì con này nó sử dụng một cái chế van rồ nha, van rồ một kim tự động. Thì ở cái con này nó hay một cái là mình khỏi cần phải đóng le, thì cái le nằm dưới đây ha. Đó, thì đây là cái sợi dây giật, ở đây chỗ này là cái chỗ sạc. Thì cái con này nó pin nó hư rồi đó. Đại đưa cái cục pin hay xanh xanh của Đại vô để Đại quay lại test cho mọi người nha. Nó nói cho rõ ha, đợi không thôi mọi người nói ủa sao có đề rồi tới cuối cùng về không có đề pin đâu đó. Thì mọi người có cảm nha, nó cái cục xanh xanh mà lại hay test mấy cái con đề mà gần 2kc rồi đó, để đưa vô để Đại quay để test cho mọi người nha. Thì đây là bình xăng đó nè, rất là đẹp nha. Áo bọng thì nói chung nguyên zin, máy không bóng nha. Đó, thì đã là máy là không có bóng. Thì đây có cái tem toàn cầu còn nguyên luôn. Đây thì cái ốp boe của nó là ở đây nha. Đây mở ra cho mọi người xem. Thì chế nó là chế van rồ. Chế này chạy cực chỉnh rồi mọi người, khỏi phải bàn ha. Đó. Đây. Ốc tán đen xì luôn thấy không? Đó, chế nè. Đó, đây chữ van rồ nè, thấy chưa? Đó, van rồ nằm đây ha. Đó. Thì một tí xíu nữa thì Đại sẽ mở bô nha. Thì cũng vẫn là mở bô cho mọi người xem ha. Đó, rồi xong rồi cuối cùng mới quay lại là test. Thì nắp xăng là nắp xăng zin luôn, nó có lỗ thông hơi của nó ở đây ha. Đó. Rồi thì Đại quay chi tiết cho mọi người ha. Nói chung là con này đẹp nha, để tối bộ hông nè. Đó. Nha nó đây còn luôn ha, tum là tum nhôm luôn nha. Đây. Bên đây nó hơi bị chày ha. Mình xăng là đẹp. Trong này nó có đóng chữ Komatsu đây nè mọi người thấy không? Komatsu Zenoth ha. Đó. Thì nấm zin của nó luôn. Đây, Zenoth. Zenon ha. Đó, tất cả là nguyên zin nguyên bản đó ha. Đây. Đó. Tay ga nằm đây. Cần đây. Đó. Cần là đẹp nha. Nguyên zin luôn. BC ha, 2750 nè. Instabank. Thì đây có hướng dẫn này kia của nó bị hay là bị chóc nè mọi người. Thì đó, đây là chắn cỏ zin của nó luôn. Đây là cái cầm của nó, mọi người cho mà coi nó mới nè. Ồ, mới keng không? Thì đây nó có một cái thêm cái chống mài mòn nữa nha. Nhưng mà Đại mở ra đặng cho mọi người xem cái này nè mọi người. Xem ở trong á. Thì cái nó có cái chống chén úp nè, có cái miếng chống úp ngược để chống dính cỏ trên cùm ha. Thì ở dưới để thêm cái chống bào mòn nữa là ok nha. Đó, hình thức nó đang vậy. Chống đẹp ha, này dính nè, dính nhớt bên đây nè, cực kỳ là đẹp ha. Rồi thì để Đại mở áo nó ra, Đại mở bô cho mọi người xem nha. Nồng đẹp nha mọi người. Nồng con này mặt giỏng nguyên luôn. Háo sống là trong rồi mọi người thấy không? Cực kỳ đẹp ha. Đó, bồ bọng đẹp sáng chân luôn. Rồi để mở ra ha. Mở ra cái đại quay.
móc là không có lai bất cứ gì hết nè mọi người. Đây mọi người xem nè, đó tình trạng đó là nguyên zin ha, TV cũng zin đó luôn, cửa bọng này kia là nguyên, chưa đụng chạm gì hết ha. Đó, rồi đây là phần nòng nè. Tại không có đèn nha mọi người. Đấy. Lần nào cũng quên hết trơn. Đó, mình thấy chưa? Mặt võng y nguyên rồi thấy không? Bô chưa đóng luôn ha. Bô xả ra nó chưa có đóng luôn. Từ trên xuống dưới nè, không có sọc xước gì hết ha. Nè. Sáng trưng nè. Đó, mặt võng nè, thấy chưa? Đó. Đó, nguyên thinh luôn. Mình chạy á, mình chạy mình lẹt lẹt nó sẽ văng ra nữa nha mọi người, chứ không phải là nó đen gì đâu nếu mà mọi người xài nhất nhất xịn chút ha. Đó, rồi thì để đại gáp vô và đại test nổ ha. Test cho mọi người nghe tiếng nổ nha. Được cái là nó 27 nha mọi người. BC 27. Thích xài tại vì cái này á nó hay, nó cái là nó im, cái là mình ấy thì mình xài gắn tum gờ xài gắn được nha mọi người. Nó tum nó có bán trên thị trường nha. Tâm như zin vậy đó. Tại vì đồ này thì nó phổ biến rất là nhiều ha. Này thị trường Việt Nam mình cũng có bán mới mà. Đó. Rồi thì để đại test nổ nha. Sáng trời ơi mọi người, sáng có mưa sớm mà. Đây. Thì con này chỉ cần lên xăng thôi mọi người ha. Lên xăng thôi. Lên xăng là giật nổ thôi. Bây giờ giật trước đi ha, hay là mở công tắc lên nha. Đó, giật le là không có đóng luôn nha. Kéo một cái hai cái chạy à. Là nhẹ nha, cho lực đỡ kéo nhẹ chạy. Cái này giật phê đó mọi người ơi, kéo nó giật đã lắm. Rồi mọi người kéo tới đây, mọi người dừng lại đi nhẹ nè, kéo là đủ cái ngưỡng đó là tự động nó gặt nó chạy luôn à. Chứ thôi không phải kéo hết dây gì, tại vì nó là trợ lực nha mọi người. Đó, mọi người kéo hết dây thì nó cũng nó quắt lên nó ấy. Đó, thì ấy thì mình sẽ để đây nha, rất là nhạy nha. Rồi giờ đề nè, nổ đanh ghê không. Tại vì cái đề nó trong nó có cái giữ nè, cái lẫy giữ nha. Mọi người đề tới cái ngưỡng nó sẽ giữ lại. Pin muốn hết nè. Pin đại muốn hết nè mọi người. Đó. Rồi giật đi.
Tì thì thầm luôn nha. Xin kết thúc nha mọi người. Chào mọi người, hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo ha.